lần thứ 3 năm 2012. Sau đây xin mời các vị khách quý, các đồng chí trọng tài, huấn luyện viên và các đồng viên chúng ta cùng đứng lên làm lễ chào cờ. Xin trân trọng kính mời. Hội trường chú ý nghiêm chào cờ, chào thôi. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị. Xin mời các vị đại biểu chúng ta về chỗ.